Dạ, mình chào bà con nha. Hôm nay tiếp tục với nhà vườn chị Thúy giao lưu hoa với Mỹ nha bà con. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu ạ. Em Dạ chào chào chị. anh, chào cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip rồi. Hôm nay em về số voi, mong cô chú anh chị ủng hộ nhà vườn em ạ. Dạ con mất thời gian, em xin chào cây số 1 ạ. Cây đầu tiên số 1. Mình có em đo được là 21 ạ. Tổng chiều dài là 63 ạ. Sổ đế là 44 ạ. Em đo được vị trí này là 61 ạ. Cây mã số 1 này em xin giao lưu là 500k, em bao gồm phí ship nha bà con. Em chúc chậu có bầu nha bà con. Lên tiếp mã số 2 ạ. Dạ mình có em đo được là 28 ạ. Tổng chiều dài là 55 ạ. Sổ đế là 37 ạ. Đo được vị trí này là 58 ạ. Cây mã số 2 này em xin giao lưu là 500k ạ. Lên tiếp mã số 3 ạ. Cây dáng trực. Tiếp theo là mã số 3. Mình có em đo được là 24 ạ. Tổng chiều dài là 57 ạ. Sổ đế của nó là 28 ạ. Em đo được vị trí này là 58 ạ. Cây mã số 3 này em xin giao lưu là 300k ạ. Chỗ này nó em vận chuyển vậy nó hơi chạy một chút nha bà con. Nếu em xách keo vô nha bà con. Dạ, em lên tiếp mã số 4 ạ. Mình có em đo được là 21 ạ. Tổng chiều dài là 70 ạ. Sổ đế là 40 ạ. Em đo được vị trí này là 50 ạ. Cây mã số 4 này em xin giao lưu là 300k ạ. Em lên tiếp mã số 5 ạ. Số 5, cây dáng Okay. cao. Củ đẹp nha bà con. Em đo được bình cổ là 25 ạ. Tổng chiều dài là 87 ạ. Sổ đế là 44 ạ. Đo được vị trí này là 47 ạ. Cây mã số 5 này em xin giao lưu là 400k ạ. Lên tiếp mã số 6 ạ. Có em đo được là 29 ạ. Tổng chiều dài là 61 ạ. Sổ đế là 35 ạ. Đo được vị trí này là 50 ạ. Cái mã số 6 này em xin giao lưu là 350k ạ. Em lên tiếp mã số 7 ạ. Có em đo được là 19 ạ. Cây này dáng trực nha bà con. Củ rất là đẹp. Dạ tổng chiều dài nó là 63 ạ. Sổ đế là 36 ạ. Đo được vị trí này là 50 ạ. Cây mã số 7 này em xin giao lưu là 450k ạ. Lên tiếp mã số 8 ạ. Mình có em đo được là 33 ạ. Tổng chiều dài là 56 ạ. Sổ đế là 33 ạ. Đo được vị trí này là 52 ạ. Cây mã số 8 này em xin giao lưu là 300k ạ. Lên tiếp mã số 9 ạ. Tiếp theo mã số 9. Mình có em đo được là 27 ạ. Tổng chiều dài là 62 ạ. Sổ đế là 42 ạ. Em đo được vị trí này là 58 ạ. Cây mã số 9 này em xin giao lưu là 300k ạ. Lên tiếp mã số 10 ạ.
Mình cổ em đo được là 22 ạ. Tổng chiều dài là 68 ạ. Sổ đế của nó là 44 ạ. Em đo được vị trí này là 51 ạ. Cây mã số 10 này em xin giao lưu là 300k ạ. Em lên tiếp mã số 11 ạ. Sáng ghen như con ốc nè bà con. Một rễ sắn ốc luôn. Mình có em đo được là 20 ạ. Tổng chiều dài của nó là 67 ạ. Sổ đế của nó là 45 ạ. Đo được vị trí này là 59 ạ. Cây mã số 11 này em xin giao lưu là 350k ạ. Lên tiếp mã số 12 ạ. Mình cổ em đo được là 20 ạ. Tổng chiều dài là 56 ạ. Sổ đế là 30 ạ. Em đo được vị trí này là 60 ạ. Cây mã số 12 này em xin giao lưu là 300k ạ. Em lên tiếp mã số 13 ạ. Cây nó có cái cục gù tròn do. Số 13 hoành cổ này em đo được là 16 ạ. Cái này nhỏ nhưng mà nó rất là đẹp nha bà con. Dạ, tổng chiều dài em đo được là 62 ạ. Số đế là 43 ạ. Đo được vị trí này là 51 ạ. Cái mã số 13 này em xin giao lưu là 300k ạ. Em lên tiếp mã số 14 ạ. Là cây dáng trực cũ đặc đặc kính luôn. Tổng chiều dài quanh cổ nó là 23 ạ. Tổng chiều dài của nó là 60 ạ. Sổ đế của nó là 35 ạ. Em đo được vị trí này là 48 ạ. Cái mã số 14 này em xin giao lưu là 350k ạ. Em lên tiếp mã số 15 ạ. Lấy sắn này nha bà con. Hình cổ em đo được là 27 ạ. Tổng chiều dài là 63 ạ. Sổ đế là 35 ạ. Em đo được vị trí này là 63 ạ. Cây mã số 15 nè. Em xin giao lưu là 400k ạ. Em lên tiếp mã số 16 ạ. Dạ, quanh cổ em đo được là 27 ạ. Tổng chiều dài là 60 ạ. Sổ đế là 36 ạ. Em đo được vị trí này là 57 ạ. Cái mã số 16 này em xin giao lưu là 350k. Em bao gồm với ship nha bà con. Em chúc chậu quá bầu nha bà con. Em lên tiếp mã số 37, 17 ạ. Quanh cổ em đo được là 29 ạ. Tổng chiều dài là 52 ạ. Sổ đế là 31 ạ. Đi rồi. Mình cuối em đo đến được là 53 ạ. Thì mã số 17 này em xin giao lưu là 400k. Em lên tiếp mã số 18 ạ. Mình cổ em đo được là 31 ạ. Tổng chiều dài là 61 ạ. Sổ đế là 37 ạ. Em đo được vị trí này là 60 ạ. Cái mã số 18 này em xin giao lưu là 400k ạ. Em lên tiếp mã số 19 ạ. Mình cổ em đo được là 26 ạ. Tổng chiều dài là 68 ạ. Sổ đế là 36 ạ.
Ra được vị trí này là 52 ạ. Cây mã số 19 này em xin giao lưu là 350k ạ. Đây này em vận chuyển về cái nhánh đó, chỗ này nó hơi bị chày nha bà con, nếu em chắc keo vô nha bà con. Giờ em lên tiếp mã số 20 ạ. Mình có em ra được là 27 ạ. Tổng chiều dài là 57 ạ. Số đế là 33 ạ. Em ra được vị trí này là 57 ạ. Cây mã số 20 này em xin giao lưu là 400k ạ. Em lên tiếp mã số 21 ạ. Mình có em ra được là 33 ạ. Tổng chiều dài là 65 ạ. Số đế là 33 ạ. Ra được vị trí này là 53 ạ. Cây mã số 21 này em xin giao lưu là 400k ạ. Em lên tiếp mã số 22 ạ. Có em ra được là 28 ạ. Tổng chiều dài là 68 ạ. Số đế là 36 ạ. Ra được vị trí này là 51 ạ. Cây mã số 22 này em xin giao lưu là 350k ạ. Em lên tiếp mã số 23 ạ. Mình có em ra được là 22 ạ. Tổng chiều dài là 62 ạ. Số đế là 36 ạ. Ra được vị trí này là 52 ạ. Cái mã số 23 này em xin giao lưu là 350k ạ. Em lên tiếp mã số 24 ạ. Có em ra được là 24 ạ. Tổng chiều dài là 57 ạ. Số đế là 34 ạ. Em ra được vị trí này là 53 ạ. Cây mã số 24 này em xin giao lưu là 300k ạ. Em lên tiếp mã số 25 ạ. Em ra hoành cổ là 27 ạ. Tổng chiều dài là 69 ạ. Số đế là 42 ạ. Em ra được vị trí này là 62 ạ. Cây mã số 25 này nè, dắt vận chuyển vậy nó bị chày chỗ này nha bà con. Nhưng mà không sao nha bà con, nữa em xích keo vô nha bà con. Dạ, cây mã số 25 này em xin giao lưu là 400k ạ. Dạ, cây mã số 25 cũng là cây mã của clip. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip và em xin cảm ơn ạ. Rồi, em cảm ơn chị Thúy nha. Mến chào bà con. Hy vọng bà con mình hợp nhãn cho ủng hộ nha. Bye bye bà con. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip tiếp theo ạ.